Xin chào các bạn, hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại sân khấu của đêm diễn cuối cùng trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017. Và ngày hôm nay thì như các bạn đã thấy thì sân khấu đã khoác trên mình một chiếc áo mới. Như những ngày trước thì đó là chiếc cầu Long Biên, còn ngày hôm nay thì là một sân khấu hoàn toàn mới. Chúng ta hãy cùng xem tại sao sân khấu ngày hôm nay lại có sự khác biệt như vậy nhé. Các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại sân khấu chính và thử phỏng vấn đạo diễn ngày hôm nay xem là ý tưởng của sân khấu ngày hôm nay có gì khác biệt so với những ngày bình thường nhé. Đây ạ, đạo diễn đang đánh dấu điểm đứng của MC. Xin chào anh. Hiện tại thì ngày hôm nay thì chúng ta đang thấy sân khấu của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông đang khoác trên mình một chiếc áo mới. Anh có thể chia sẻ một chút về ý tưởng của sân khấu ngày hôm nay, tại sao năm nay lại có sự khác biệt lớn đến như vậy không ạ? Sân khấu hôm nay của Eva để Eva thì cái ý tưởng của sân khấu hôm nay là sử dụng cái hình thức trình chiếu đó là video mapping, với ý tưởng là họ muốn nói về vấn đề biến đổi khí hậu, với môi trường càng ngày càng bị ô nhiễm với nhiều cái tác động, và muốn sân khấu này ý tưởng là từ cái bộ sưu tập dẫn đến việc là kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường. Đấy là cái ý tưởng, cho nên là các bạn thấy đó là một cái shape về một cái đỉnh núi, thì trong suốt chương trình nó sẽ biến đổi từ cái biển núi, từ cái núi băng trở thành cái núi, những cái tác động vì những cái môi trường, sau đấy nó dẫn đến là thay đổi qua biến đổi khí hậu, và sau đấy nó sẽ dẫn đến là những cái tác động của người, và những con người sẽ khi mà có ý thức sẽ giữ gìn được trái đất chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là cái thông điệp. Mới ngày hôm qua thôi thì sân khấu vẫn là cây cầu Long Biên, và sau một đêm nó đã biến đổi hoàn toàn thành một sân khấu hoàn toàn khác. Đây chắc chắn sẽ là một điều khó khăn cho ekip đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về cái kỹ thuật mapping, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn gì trong việc thi công nó trên sân khấu này không ạ? Thật sự là rất là khó khăn, tại chúng ta chỉ có một đêm để chúng ta thi công, cho nên suốt đêm qua là gần 200 con người đã phải thức suốt đêm qua để mà dỡ cái cầu Long Biên đi, và thay vào đấy là một cái hình thức sân khấu khác, cho nên là đấy là một cái áp lực rất là nhiều. Và trong ngay trong đêm thì cũng cái hệ thống bên xử lý về hình ảnh là cũng đã thử và để check, và các bạn thấy đây là hoàn toàn là đây kỹ thuật 3D mapping nhé. 3D tức là sao? Tức là cái mặt của mình không phải mặt phẳng mình chiếu hình lên đấy, mà mình là sẽ chiếu những cái góc giao diện ở các góc khác nhau. Và về cái kỹ thuật này thì nó rất là khó, không phải là đơn giản, mà đây là lần đầu tiên chúng tôi là lập được kỷ lục là trong vòng một đêm chúng ta đã biến đổi từ cái không gian này trở thành một cái 3D mapping. Và chắc chắn đây sẽ là một phần trình diễn vô cùng được chờ đợi rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đạo diễn catwalk Covid đang ở đâu nhá. Hình như là anh ấy vừa mới đây rồi. Hello. How do you feel right now? I'm feeling a little bit down because today is the last day, the closing day of in Vietnam International Fashion Week. But I'm also very happy because for this year we see a very big designer, Tony Watt, who showcased his premier runway in Vietnam. And I think that is a very good collection. And also, I'm very happy to work with the returning designers who came back. And it seems to me it's like a reunion. I'm very happy to see them. And at the same time, you know, I also am very happy to work with the new designers who got involved for this year. Yeah. Yeah. And which show do you like best in Vietnam International Fashion Week? That is a very tough question because I really have a few favorites. Yeah, not to say, but I have. I would say I enjoy working with all the designers internationally, and also, I mean, from international and also from Vietnam. It is definitely a chance, a good opportunity for me to foster this friendship with them. And I hope to see them come back again, and I of course hope myself to come back again to work with them. Yeah. Yeah. Thank you, Covid, so much, and see you again. Yeah. Yes, thank you. Các bạn thân mến, Covid vừa chia sẻ là anh ấy đang khá là, tuy ngày hôm nay là ngày cuối cùng nhưng mà tâm trạng hơi xuống một tí xíu, bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, và sau ngày hôm nay thì anh sẽ không được làm việc với mọi người nữa và sẽ phải quay trở về nước. Nhưng mà điều đó thì cũng thôi thúc anh ấy làm việc tốt hơn trong cái show cuối cùng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển vào phòng hair makeup để xem các bạn người mẫu đang chuẩn bị tới đâu rồi nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào hậu trường để xem là các bạn người mẫu đã chuẩn bị đến đâu cho show diễn tối nay nhá. Ngày hôm nay thì có một show diễn, tuy nhiên show diễn tối nay thì vô cùng đặc biệt là sẽ có 5 màn trình diễn nhỏ với 75 mẫu thiết kế. Không hiểu là các bạn người mẫu đã make up và trang điểm đến đâu rồi. Chúng ta sẽ cùng vào phòng trang điểm và làm tóc. Hậu trường cách khá là xa so với sân khấu chính, nhưng mà cái việc di chuyển này sẽ phải diễn ra thường xuyên, là các bạn người mẫu mỗi khi diễn xong show diễn thì sẽ phải quay trở lại đây để thay đổi layout hay make up. Mọi người có thể nhìn thấy đây là khung cảnh của phòng trang điểm và làm tóc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Chúng ta sẽ cùng tìm người phụ trách nhá, là bạn Phi. Ngoài việc phụ trách về layout hay make up thì bạn ấy làm một đạo diễn catwalk. Bây giờ Phi đây rồi. Phi, xin giới thiệu với các bạn, đây là Phi Hoàng, người sẽ phụ trách chính về layout hair make up của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Xin chào bạn. Hiện tại thì đây bây giờ là ngày cuối cùng rồi, nhưng mà nhìn thấy bạn thì khá là tươi, chắc là hôm nay công việc cũng ổn đúng không em? Xin chào tất cả mọi người. Đây là layout hậu trường của Việt Nam International Fashion Week. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng, là chỉ có một cái show diễn duy nhất, nhưng mà cái layout cũng rất là đơn giản, rất là thanh lịch, rất là nhẹ nhàng, và nên là ekip cũng đang rất là thoải mái. Cảm ơn Phi rất là nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm bộ phận tiếp theo liên quan đến hair make up ở trong này ạ. Đây, trong này là khu vực mọi người, các bạn đang trang điểm và làm tóc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp người phụ trách của layout hair make up nhé. Xin chào bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Lưu Mẫn Tú, đại diện của L'Oreal Professionals. Hiện tại thì đã đồng hành với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam rất là nhiều mùa rồi. Cảm xúc của bạn hiện tại đến ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2017 tại Hà Nội, bây giờ bạn đang cảm thấy nào? Hiện tại thì cảm giác của team L'Oreal Professionnel cùng với toàn thể những nhà tạo mái tóc salon ở đây rất vô cùng háo hức. Bây giờ là ngày cuối cùng rồi, chúng tôi cảm giác là chúng tôi đang tạo ra những tác phẩm rất là đẹp, và chúng tôi muốn đem thổi hồn vào những tác phẩm đó để cùng với những tác phẩm của nhà fashion designer tạo nên một bức tranh tổng thể toàn diện nhất. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thử một bạn người mẫu nào quen mặt một chút để chúng ta hỏi xem là cảm giác của các bạn diễn 3-4 ngày rồi các bạn cảm thấy thế nào nhá. Hầu hết thì thấy tất cả các bạn mẫu còn lại thì đang rất là bận rộn trong việc trang điểm và làm tóc, nên bây giờ phải tìm những bạn nào rảnh hơn một tí xíu để phỏng vấn. Ở đây thì chúng ta có một bàn với rất là nhiều đồ ăn, là bao gồm là bánh tráng và xoài, hoa quả nữa. Xin giới thiệu với các bạn, rất là nhiều người mẫu đang chuẩn bị chờ make up, và trong thời gian rảnh các bạn thì tranh thủ ăn uống. Đầu tiên ở bên này là quán quân của mùa 2015, quán quân lầy lội nhất ạ. Xin giới thiệu bạn Hương Ly, chưa kẻ chân mày. Em có định xoán ngôi của Mai Ngô không em? Ủa, quay livestream hả? Livestream hả? Rồi bây giờ hỏi cảm xúc của Hương Ly thế nào khi đã bước đến ngày cuối cùng rồi, và từ đầu mùa đến giờ thì đã gặt hái được nhiều show diễn chưa? Em cắt show cho em tô mỏ được. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Ly đang có mặt tại hậu trường của tuần lễ thời trang Việt Nam vào ngày cuối cùng. Và đây là show diễn của Eva để Eva, vì ngày hôm nay là xuất diễn dành cho một thương hiệu thôi, nên là bọn Ly rất là thoải mái về mặt thời gian. Và tuy nhiên thì trong lúc đang chờ các bạn người mẫu khác make up thì mọi người ở đây vẫn đang rất là vui vẻ ăn uống. Mọi người đang động viên bảo Ly em nói vui vẻ lên, nhưng mà chắc là trước ống kính thì không ai có thể lầy hơn được Ly đúng không? Trước khi bước vào show diễn này thì hiện tại thì Ly đang cảm thấy nào, và trong cái show diễn lần này thì mình sẽ phải thay bao nhiêu bộ trang phục nữa? Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là đói, bởi vì phải ăn mới có sức để mà chuẩn bị cho show diễn sắp tới với hai outfit, hai bộ trang phục. Và hy vọng là mọi người sẽ đón xem tối nay, Hương Ly cùng mọi người sẽ tỏa sáng trong đêm cuối cùng của tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week. Chúc cho người mẫu múa nhiều nhất trong các show diễn sẽ thành công trong buổi tối ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy thì đây là com cạc của các người mẫu sẽ diễn trong show diễn tối nay. Mỗi tối thì chúng ta đều có những cái bảng như thế này để xác định những người mẫu sẽ trang điểm và làm tóc trong hậu trường như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong để tiếp tục xem là công đoạn làm tóc và trang điểm cho những người mẫu đang diễn ra ở đâu nhé. Chứ còn 30 phút nữa là phải sẵn sàng. Không biết là bây giờ các vedette cũng như các người mẫu của chúng ta bắt đầu đến đâu rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một trong những vedette của nhiều show diễn nhất, đó chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến với màn quét sân khấu ngày hôm qua và hôm kia. Đây, xin giới thiệu với các bạn, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chị Tina Lê.
giám đốc học viện đào tạo Makeup Tinale Academy. Rồi, xin chào, đầu tiên chúng ta sẽ cùng phỏng vấn siêu mẫu Võ Hoàng Yến trước ạ. Là người đã chiếm hết tất cả các vị trí vedette của các đàn em và nhiều gây thù trước oán với các em rất là nhiều. Hiện tại chị cảm thấy thế nào trong đêm diễn cuối cùng này ạ? Sau khi nghe Tuấn Anh nói thì chị rất là lo sợ và hoang mang, không biết ngày hôm nay sẽ diễn như thế nào đây. Nhưng mà thật sự thì qua màn trình diễn hôm qua là khẳng định cho câu nói ai có lụa dư cứ đưa cho chị. Ngày hôm nay thì cảm thấy rất là... Tại vì ngày hôm nay là chị sẽ mở màn và sau đó là phải ngay lập tức bay vào Sài Gòn để có một chuyến đi khác. Nên là hôm nay là sẽ cố gắng thể hiện hết sức khả năng công phá của mình để tạo ra một cái nhiệt huyết cho mở màn cái show diễn ngày hôm nay. Trong rất tất cả các cái show diễn mà ở vị trí vedette thì chị thấy là cái show diễn của nhà thiết kế nào đã mang tới cho chị nhiều sự khó khăn nhất ạ? Đó chính là ngày đầu tiên của nhà thiết kế tiến truyện. Bởi vì đối với Yến thì cái bộ sưu tập, cái bộ trang phục của truyện nó rất là khó khăn và nó mang một cái phong cách hơi tuồng cổ, và ngay lúc đó mình không biết phải diễn như thế nào hết để mà thể hiện được tinh thần của bộ sưu tập này. Thì ngay lập tức chị phải ngay lập tức thì Yến phải lên YouTube để mà xem và tham khảo một số cái cách diễn của những người sĩ tuồng như thế nào, và mình phải lên đồng lúc đó nhập lên. Và ngày hôm nay thì với vị trí mở màn cho show diễn Eva để Eva thì chị bật bí một chút mình sẽ làm gì trong tối ngày hôm nay được không ạ? Thường thì trước khi diễn là chị không có sẽ plan là mình sẽ làm cái gì cả, và cũng đừng có đi hỏi bí mật nghề nghiệp của chị như vậy mà không nên. Giám khảo của Next Top khác rất chặt chém quý vị ạ. Không biết là thôi tôi không dám hỏi chị nữa nếu không lại bị chặt chém tiếp, mà hỏi một người có vẻ hiền hơn đang ngồi bên cạnh thì chính là chị Tina Lê ạ, giám đốc học viện đào tạo Makeup Tina Lê Academy. Hiện tại thì cảm xúc của chị thế nào khi lần này là lần đầu tiên mình tham gia với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, thì cảm xúc thế nào và team của mình cảm thấy ra sao bây giờ là ngày cuối cùng rồi ạ? Hiện tại thì Tina Lê cảm thấy là buổi sáng cũng được nghỉ ngơi một chút, cho nên là buổi chiều thì làm việc đang rất là vào hứng. Còn đâu thì team của mình thì tất cả làm việc khoảng 4 ngày rồi, là thực sự là mỗi một ngày đến cuối ngày thực sự là ai cũng mệt không thở nổi ấy. Nhưng mà đến ngày hôm sau bắt đầu làm việc thì mọi người lại bắt đầu kiểu refresh lại tinh thần ấy. Thì mọi người là đang rất là cố gắng và để thực hiện tất cả những cái shoot hình cũng như là những cái layout tốt nhất cho đêm diễn. Vậy mệt thế này thì tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần tới mình có tham gia được nữa không ạ? Hay là... Chắc chắn là Tina rất là muốn, cùng với học viện của mình rất là muốn được cùng với chương trình để tạo ra những cái tiếng vang lớn cũng như là những cái kết quả tốt nhất cho các nhà thiết kế. Rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều, và chúng ta sẽ trả lại phòng trang điểm làm tóc cho các chuyên gia trang điểm làm tóc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra sân khấu chính để xem các công đoạn chuẩn bị tiếp theo đến đâu rồi ạ. Các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở không gian sẽ diễn ra thảm đỏ của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông. Và ngày hôm nay thì thảm đỏ có một bàn tiệc vô cùng đặc biệt của thương hiệu Eva de Eva. Trên bàn tiệc này có rất nhiều bộ sưu tập, trên bàn tiệc này có rất nhiều mẫu thiết kế thu nhỏ của bộ sưu tập đêm ngày hôm nay, và chắc chắn đây sẽ là phần thu hút khán giả của thảm đỏ rất nhiều. Các bạn có thể lướt qua và xem ạ. Đấy, mẹ quay trở đi. Các bạn thân mến, hiện tại thì đứng cạnh tôi đây là cô May Kotaji, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Eva de Eva, và chúng ta sẽ cùng phỏng vấn cô về ý tưởng cũng như là cảm xúc của cô hiện tại thế nào nhé. Hello. Yeah, this is the first time you enjoy Vietnam International Fashion Week. So, how do you feel right now? And right now, I'm really excited. It's a fantastic honor to be part of Eva de Eva Autumn Winter 2017 show as part of Vietnam Fashion Week. We're really, really excited. And the second question for you is, please introduce something about your collection tonight. Our collection tonight is called Earth Stories. We're showcasing our Autumn Winter 17 collections. And if you want to find out more, you're going to have to stay tuned tonight. Yeah, thank you so much. And see you later. Bye. Yeah. Đứng cạnh tôi là bà Lê Thị Quỳnh Trang, người sáng lập đồng thời là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam và cũng là tổng đạo diễn của toàn bộ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017. Xin chào bà, hiện tại thì cảm xúc của bà thế nào đối với ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017? Thực sự là cảm giác hào hứng và háo hức
bao nhiêu trong những ngày đầu tiên. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Thì bản thân tôi và tất cả ekip mọi người đều đang cảm thấy rất là tiếc nuối. Chúng tôi ước rằng nếu chúng tôi có thể kéo dài cái không khí này hơn, bởi vì những ngày qua thì tất cả ekip của chúng tôi đều đã làm việc rất là vất vả, nhưng mà dường như không ai cảm thấy mệt mỏi, vì có lẽ Việt Nam International Fashion Week đã mang đến một cái không khí vô cùng là náo nhiệt, vô cùng là sôi động. Để có những bộ sưu tập có thể tỏa sáng thì thực sự đằng sau là hơn 500 con người làm việc trong suốt những ngày qua, trong suốt nhiều tháng qua. Ekip của chúng tôi, mọi người đã làm việc rất là cực lực. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, đặc biệt nhất đến ekip của mình, những người mà chúng tôi vẫn nói với nhau rằng họ chính là những bộ sưu tập, một bộ sưu tập rất đặc biệt mang tên là những giọt mồ hôi, bởi vì những giọt mồ hôi của họ đã tạo nên sự thành công của chương trình. Và tôi cũng xin cảm ơn các khán giả, giới mộ điệu thời trang, các cơ quan truyền thông, các nhà tài trợ và đặc biệt các nhà thiết kế của Việt Nam và quốc tế và các người mẫu cũng của Việt Nam và quốc tế đã làm việc rất là vất vả trong những ngày qua để tạo nên sự thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Thu Đông 2017. Và chúng tôi chắc chắn sẽ còn quay lại thủ đô Hà Nội trong mùa tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018. Như vậy thì sân khấu đã sẵn sàng, các người mẫu thì cũng đã trang điểm xong, các bộ sưu tập cũng đã lên kệ, và chúng ta hoàn toàn chờ đón vào một đêm bế mạc thành công cùng với show diễn của thương hiệu Eva de Eva đến từ Việt Nam. Các bạn nhớ đón xem đêm bế mạc được phát sóng trực tiếp trên các kênh thuộc hệ thống truyền hình MobiTV vào 20:10 tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.